cái này nè các bạn. Cá trê. Ủa cá, cái này bán sao ơi chị? Cá thả. Cá 50 kg chị. 50. Lấy 2 kg đi. Đó, giờ mình sẽ thả bên kia các bạn, bên kia sông á. Lên đây luôn nè. Hả? Hả? Không, đi đi qua phà nữa. Đi bên kia luôn hả? Ủa? Đi ghê luôn. Nắng nè. Xách từng con cá này nặng đi, cà rung. Ủa nắng dữ ta. Từ từ nè, rồi đi trước đi. Ủa không ăn đâu ta, không ăn đi hả? Rồi, cái bên này nè các bạn, mình sẽ đi qua cái phà để thả cá ha. Tại vì nếu mình thả sát bờ gì nè, mấy cái người ta đi câu cá, người ta câu hết luôn. Coi mẹ, 2000 á. Mẹ đi không? Đi luôn ha. Đi ngồi quay giùm. Hai người thôi. 4000. Gì mẹ? Có này lấy không? Có nè, học ngoài á. Đâu? Thôi dây kéo ngoài. Dây kéo ở đây kế. Có 10.000 nãy dùng lắm. Kéo lại bị cầm tiền lẻ luôn, kéo lại luôn. Không mua vé rồi mà không đi vậy. Đi từ nó trơn lắm nha.